hàng chục hộ dân sống dọc quốc lộ 91C phải phập phồng lo sợ trước việc đất sụp lún ngày càng trầm trọng. Có nơi đã sụp gần 7 mét và ăn sâu vào nền nhà dân, nhưng họ vẫn phải sống vì không có nơi di dời. Đó là tình trạng của 17 hộ dân ở ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Những ngày này, bà con rất lo sợ, không biết ngày nào nhà sẽ rơi xuống kênh Đa Phước, vì phía trước là quốc lộ, còn phía sau là dòng kênh sâu, kèm theo vết nứt kéo dài. Vụ việc này đã làm sụp móng và cột nhà của nhiều người. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn An Phú cho biết, đoàn công tác Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh có xuống đo đạc và khảo sát cụ thể. Qua khảo sát, địa phương nhận định khu vực này đã bị sụp đất có chỗ sâu khoảng 7 mét, nơi thấp nhất cũng 3-5 mét. Vị trí từ sông tới nhà chưa được 2 mét nên rất nguy hiểm cho bà con. Hiện bà con phải chằng chéo lại nhà để sống trong khi chờ cơ quan chức năng giải quyết.